mình có một công việc khá tự do, có thể tự điều chỉnh thời gian làm việc và tận dụng để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên là cũng khá bận rộn với deadline, đôi khi thì chồng chất những cuộc hẹn cần gặp gỡ và kết nối. Việc chọn một không gian quán cà phê nhỏ, đủ yên tĩnh và thuận tiện cho việc đọc sách sẽ giúp thời gian trống của mình được tận dụng tốt nhất. Mình chọn đọc sách thay vì lướt mạng giải trí, và đó đã là thói quen khá lâu rồi của mình để phát triển bản thân hơn. Sách đem lại cho mình nhiều kiến thức mới và đặc biệt có thể mở rộng vốn từ vựng và cải thiện khả năng tư duy. Thi thoảng khi mình đắm chìm vào những câu chuyện và triết lý của các tác giả thì mình cảm thấy được mở rộng hơn góc nhìn về thế giới, dù có thể là chưa từng đặt chân tới mảnh đất đó hoặc là gặp phải những cái trường hợp như vậy trong cuộc sống. Nếu lướt mạng, mình thường tiếp xúc với nhiều thông tin ngắn và đầu óc rất dễ bị phân tán, mất thời gian vào những content vô bổ. Chán nhất là nguy cơ phải hấp thụ rất là nhiều hàng loạt những cái thông tin mình không thực sự hiểu rõ. Hơn nữa thì mạng internet cũng có chứa rất là nhiều thông tin không chính xác và thiếu kiểm soát. Việc kiểm tra tính xác thực của thông tin trên mạng là một thách thức lớn đối với mình. Việc đọc sách lại có thể giúp mình phát triển từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ. Mình làm truyền thông ấy và phải sử dụng rất là nhiều kỹ năng thuyết trình cũng như thuyết phục, cho nên việc học tập các từ ngữ và câu trình bày phức tạp hơn trong sách giúp mình nâng cao khả năng ngôn ngữ. Hơn nữa, sự tập trung trong khi đọc sách cũng giúp mình cải thiện khả năng tư duy logic và suy nghĩ sáng tạo của mình. Mình cũng luôn tận dụng mọi cơ hội để chia sẻ và học hỏi từ người khác. Khi gặp gỡ ai đó, mình thường hỏi mọi người về cuốn sách mà họ đang đọc, những cuốn sách mà họ yêu thích và cách những cuốn sách ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào. Những câu chuyện và trải nghiệm này không chỉ làm giàu kiến thức của mình, giúp chúng mình hiểu nhau hơn mà còn giúp cá nhân của mình mở ra rất là nhiều nhận định mới và đa dạng về xã hội. Em cũng có tìm một cuốn sách hay là em đang đọc. Chị thấy ở trên giá sách này một cái cuốn nó nói về du lịch Việt Nam mà nó hướng dẫn chi tiết lắm, ví dụ như là hoạt động ngoài trời là gì, hay tháng 1 có gì, tháng 2 có gì, festival. Em đọc cuốn này. Là cái gì? Nó là những cái chuyện ngắn của các cái tác giả đạt giải Nobel. Người nước ngoài không biết là mất bao nhiêu lâu để họ tổng hợp được một cuốn gần như là kiểu có mọi thứ để du lịch ở Việt Nam. Wow, có cả gay and lesbian Hà Nội. Có tóc. Tức là nó còn plan cho mình nếu như có 7 ngày thì đi những đâu, 10 ngày thì đi những đâu. Top 10 quán ăn trải nghiệm đường phố. Bún chả, bánh cuốn, phở bò, bánh gối, bún ốc, bún bò Nam Bộ. Tức là nó có từ ẩm thực cho đến nói về thời tiết, rồi nói từng vùng, câu chuyện shopping. Em không biết bởi vì em cũng mấy cái này. Chị cũng qua bao giờ đọc đâu, nhưng ý là chị không ngờ là có người họ làm tất cả những cái này, là người nước ngoài họ tổng hợp ấy. À, chùa Bái Đính này, Cúc Phương này. Hay ghê. Kiểu có những cái phân chia theo là sự lựa chọn người thích hoạt động như thế nào thì có thể tìm được ấy. Vâng. Hôm nay chị đi sự kiện gì đây? Thời trang. Muốn biết thì lên Facebook. Em cả ngày hôm nay. Ngày hôm nay em phục hồi chức năng. Sẽ phục hồi chức năng. Đợi vào rồi thi xong em căng quá, xong rồi còn làm biểu cương khóa luận nữa. Xem nào. Thế là nó cũng gọi như ngáo cả người ra. Đông Giang Thanh Minh. Sao trông như là con thi ấy nhở? Không. Mà cà rồng ấy. Nó kiểu, thực ra em cũng vừa mới mượn anh hiệu cách đây được khoảng tầm 1 ngày. Hiệu mới ép Facebook chị, chả hiểu sao. Anh bị mất Facebook bị hack. Bị hack á? Em, thực ra là bình thường thì em sẽ lấy lại những cái đấy cho anh ấy, nhưng mà thôi. Lần này Facebook nó mới quá không làm. Em thấy đọc nó khá hay, kiểu cái... Em nghĩ là kiểu đọc những cái
tác phẩm văn học của phương Tây ấy, thì nó sẽ giúp mình gia tăng cái vốn từ vựng cũng như là cái cảm hứng ấy. Mình biết em thấy đọc khá là phong quán, người trước em cũng có tìm hiểu đấy, em cảm thấy nhiều người cũng khuyên để bỏ sách xem nào. Đấy. Đây là sách về tình yêu đúng không? Cuốn này về tình yêu hay cuốn này về gì? Có cả. Nó tuyển tập mà. Có nghĩa là các loại ấy. Trong này. Vâng, có nhiều thể loại, nhưng mà tình yêu cũng có nhiều đấy. Trong này là những chuyện ngắn. Chuyện ngắn. The Nobel Prize, tức là cái cuốn này là hầu như đều là giải Nobel. Đúng rồi, chuyện ngắn không, chuyện ngắn của các cái tác giả những cái người mà được giải Nobel. Tất cả những cuốn trong những chuyện trong này đều là được giải của những người đấy. Không hẳn là được giải đâu, nhưng mà nó của những người đấy. Collected Best Short Story. Nào, để xem tình yêu 2024 của tôi nó là câu chuyện nào. 111. À đâu, đây là số 3 đấy chứ, đây là số 5 mã. 3 mã. Em thấy có cái phần đầu của cái cô bán rượu đấy. Cô ấy thích một cái anh chàng kiểu như là anh này, anh ấy kiểu như một bad boy. Kiểu tao cũng cảm thấy người phụ nữ này người ta là good girl thích bad boy đúng không? Kiểu cô ấy bất chấp hết đấy. Cô bất chấp hết tất cả mọi thứ. Nó giống như là cái trend kiểu là cô ấy không nhắc tin nhắn của mình cách đây 2 tuần rồi. Chắc là cô ấy đang nghĩ xem dùng từ gì nó phù hợp với mình. Kiểu thế. Ủa? Sao lại thế? Là anh ấy chứ? Không, ý là cái trend kiểu như thế. Tức là... kiểu như là nó nghĩ về một cái vấn đề tiêu cực theo một cách lạc quan đấy. Tức là con bé đấy nó yêu mù quáng. Đúng. Thích một cái chàng trai qua một cái lần nhìn đầu tiên. Cái câu chuyện này để xem nào. Ờ... trong... 430 xem là chuyện tên là gì. Không biết nội dung nó là chị thử xem. Không, nó dài đấy, mãi không thấy cái phần đầu đâu. Dưới ánh trăng. Đây là tên của một phần hay là tên của câu chuyện? Dạ. Cái tên là của một phần đó. Cái câu chuyện nó nhiều này. Chuyện mà. Cái này nó nhiều lắm ấy, chị đọc thử lại từ ánh trăng đầu tiên. Người láng giềng xinh đẹp, nhà văn Ấn Độ, giải thưởng Nobel 1930. Đúng không ta? Nó dày này hả? Nó dài này hả? Vâng. Một chuyện nó dài vậy? Có nhầm không? Ồ, trang 384. Mục lục ở đâu? Mình tìm ở đằng sau xem. Nói thật là em cũng vừa mới mượn thôi cho nên là em cũng chưa hết đâu. Đấy, mục lục ở đằng sau đấy. 384 đến 391. Review người láng giềng ánh trăng chứ không có người láng giềng xinh đẹp. Đây, người láng giềng xinh đẹp. Sao nó dài này? Hay là nhờ ChatGPT nhỉ? Chị cũng dùng ChatGPT. Sao không? Phải dùng chưa em? Để công nghệ. Tiết kiệm thời gian. Hiệu quả mà em. Em cũng thấy dùng, để em thấy cái đấy cũng được. Nếu biết cách, chị vừa học một khóa để sử dụng những con AI. Chị dùng những con gì rồi? Vài con để làm ảnh. Ừ, ChatGPT nói chung chị học là để đi tham quan một vòng xem có những cái như nào để làm gì, bởi vì là nó thật là quá trời AI. Người láng giềng xinh đẹp nói về tình cảm phức tạp, sự hiểu biết và mối quan hệ trong cộng đồng nhỏ. Tác phẩm này thường được coi là biểu tượng của văn hóa Ấn Độ. Tóm tắt hơi bị ngắn. Tắc cụ thể nội dung chính truyền tải qua từng chương. Bạn ấy hơi lười hay là phải bảo bạn ấy. Người láng giềng xinh đẹp không có chi tiết về từng chương, tuy nhiên tác phẩm nói về những mối quan hệ tình cảm và cuộc sống trong cộng đồng, thường đặt nặng vào giáo lý nhân quả. Nhân quả. Chị đang đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh đến tập thứ 2 rồi. Thì nó cũng về luật nhân quả, về
Bạn nên đọc trực tiếp tác phẩm này. ChatGPT khuyên mình là nên đọc, không nên lười. Nhưng mà nha, có rất là nhiều sách em sở thử ChatGPT nhưng mà không. Có lẽ là nó không kiểu... Về luật bản quyền thì không nên. Nó không kiểu cho mình biết được là kiểu có những cái chương trước kiểu như nào ấy. Yeah. Nó kiểu chỉ nói rất là chung chung. Có thể do cách em đặt câu hỏi. Nghĩa là có nhiều cái nó kiểu nó tự diễn biến hóa theo một cái cách hiểu của nó. Thì em phải bảo nó là không được bịa đặt, đưa dẫn chứng cụ thể. Ví dụ như là chị sẽ hỏi nó, tiếp tục hỏi nó về cuốn sách này nhá. Ý nghĩa phân tích này, chị sẽ bảo nó phân tích ý nghĩa nhân văn của tác phẩm và liệt kê review, tiếng Việt dịch là gì? Review á, ừ. Tiếng Nhật. Liệt kê nhận giới thiệu xét như kiểu giới thiệu về ok. Đấy, chị bảo bạn ý là phân tích tiếp, sau đó thì trích dẫn những cái lời nhận xét. Một số nhận xét về tác phẩm cho rằng nó là một tác phẩm văn học ấn tượng, chứa đựng sự tinh tế trong diễn đạt ngôn ngữ và sâu sắc trong tư duy văn hóa. Các nhà phê bình đánh giá cao khả năng của Tagore trong việc truyền đạt những ý tưởng triết học một cách nhân văn và tinh tế. Chuyện này có vẻ mang tính nhân văn cao nhỉ? Sự liên kết với con người, nói về tình thương trong xã hội. Chắc là những cái câu chuyện này nó sẽ rất là đời. Ok, chị gọi 3 món cơ nhưng mà mới có 1 món ra. Ở đây có 3 món chay thì chị gọi cả 3. Tại vì ngày xưa cái menu ở đây nó phong phú hơn. Bây giờ còn có 3 món chay thôi. Ok, thành công nhỏ. Nhưng mà trong cái quá khứ thì người ta chỉ là những tay mơ giống như chị nói đấy. Bởi vì là cái idea cũng như là cái tên thì giống như em nói là em theo trình idea và cái tên thì coi như là em... Enjoy.